nó nhét xong cái nó đụng vô, nó ngoáy xong cái nó tiếc, cái nó ngồi nó nhét, cái nó đụng vô, cái nó ngoáy nó tiếc, nó làm một vòng nãy giờ. 사랑을 했다 우리가 만나 지우지 못할 추억이 됐다 볼만한 멜로드라마 괜찮은 결말 그거면 됐다 널 사랑했다 Hello, chào mừng các bạn đã trở lại channel của mình ở channel của Quick. Và mình là Minh Thư, tiếp tục câu nói cũ. Và hôm nay vì Minh Thư mà bọn mình vừa làm một cái video clip đau khổ nhất từ xưa đến giờ. Đống đống son này rồi đúng không? Hôm nay bọn mình sẽ phải nấu chảy một rổ son này. Và sau đấy bọn mình sẽ thử cái son này lên trên môi xem như thế nào. Son còn mới. Son mới mà, son này, cái son này của tao mới đây này. Toàn này mới cáo luôn á. Ở đây có son Gucci này, son kem khai lì các bạn. Cái lì mà mua lâu lắm rồi sẽ hạn. Có son thỏi, son kem, son tin, nói chung là đủ cả các loại son ở đây. Và màu rất là thập cẩm đồng đăng, đủ cam, hồng, đỏ, nút về màu đậm. Bọn mình sẽ mix tất cả lại xem cái màu son cuối cùng mà mix được trộn đều thì nó sẽ ra cái gì, nó sẽ đánh thử lên môi. Ok. Và bây giờ bắt đầu luôn nhá. Đầu tiên thì cái bếp này, vì cái bếp này là mình đi mượn, cái bếp này nó rất là nóng cho nên là bọn mình sẽ cắt son ra trước. Cắt son ra trước. No god please no no no. Đây là một cái thơ mà cuộc đời tao chưa bao giờ làm. Đừng. Son này nó cũng dễ gãy mẹ. Thì tất nhiên rồi, nó mềm mà. Tiếp đến son thỏi này. Bình thường các bạn mà có một cái son mà các bạn rơi gãy thì khóc luôn á. Giặt một phút đầu thôi là lên Facebook khóc lóc tung sùm rồi. Còn cái này nhìn này, nhưng mà có chơi có chịu rồi các bạn, sao cả. Ô, cái đấy đẹp quá mày, cả vỏ son cũng đẹp nữa. Nhìn mấy cái này đau khổ quá. Ờ, có rất là nhiều người hỏi luôn, hỏi là chưa có bán son không? Ờ, BM hỏi bán son này. Không, nhiều người còn BM, nhiều bạn còn BM mình hỏi là son, son mà mình hay xài đâu? Thế mình chỉ vào bên Hương, mà Hương nó đâu có bán đâu. BM hỏi ta bán son không? Đây là dòng liquid các bạn. Thì rất là khó để có thể lấy ra được. Các bác sẽ dẫn lấy. Hồi nãy thì thấy hơi đau lòng nhưng mà bây giờ thấy vui. Thấy vui vui, có cái gì đó nó một trò vui xa xỉ. Xa xỉ. Xa xỉ. Chỗ này chị giá đây nào, bao nhiêu khoảng con? Tính nó sỏi con 150 thôi. Tầm đến bao giờ sỏi? Tầm cái này khoảng 150 đi. 150 2 triệu son. À! Hôm nay mặt tao luôn. Đâu? Hả? Tử. Cưng, cưng đi. Bỏ đi, đi. Anh chạy vòng vòng thử. Tôi tưởng bạn đi lấy cái vô. Thôi được rồi, để đi, xin rồi, à, hai đứa, ok. Thấy bạn giỏi gì không? Ủa, mày lấy đâu á? À, cái son này nó dễ lấy. Cái gì vậy? Có cái son gì màu tím nữa hả? Ồ, cái chất son, bây giờ các bạn nhìn thấy không? Cái chất của son kem này. Thật sự là giống như kiểu là xin cái mấy cái bánh kem á. Thơm quá hả? Ừ, thơm ngọt. Amok chocolate. Trời, cái lỗ này nhỏ xíu luôn nhé. Khó lấy lắm. Kiểu này chắc là mình phải chổng ngược đầu nó xuống á. Xong để như thế này nè. Máy nó tự mò đầu ra. À mày ơi, như kiểu ngủ đầu ấy. Có chưa, để em. Đây là son tin mà. Son tan hết ta đi. Thơm quá luôn á. Nó ra mà
quay nó tiếng nó làm một vòng nãy giờ ngồi không biết nó đang làm cái gì. Ok xong rồi nè, bắt đầu bỏ vô này nha. Nó rõ ràng không các bạn có thấy không, nó dán cho xuống hết cái nó để lại vô dính tiếp với nó ngồi nó quay tiếp nào. Ok mọi người thấy không, đây là một cái màu son màu thơm lắm các bạn. Đây là một cái màu son mà rất là đẹp, kiểu đỏ bất đắc màu nâu. Ok các bạn biết đây là cái gì không, đây là cái mà đựng lens. Ê ta ở đây là tay đẹp tay đêm ngon tay một đây là thành bảng bọn tớ ta bỏ ra xem nào. Hình như là phèo đúng không? Nó không mịn được á. Bởi vì có thể là mình trộn quá nhiều loại son với nhau á. Nó không mịn, mặc dù nóng chảy ra rồi nhưng mà nó vẫn bị vón. Nhưng mà để xem là mình thử cái màu này nó như nào. Bây giờ tớ sẽ lau cái màu son cũ của tớ đi. Test son đi mày. Test son. Lỡ biết đâu dị ứng mở xương trù dù cùng cục. Thử son nhá. Đẹp vãi. Đẹp bóng bóng luôn kìa. Ê các bạn mua đẹp mà. Ở đẹp nhở? Ê vậy mai mốt mình bán son đi. Ừ, chỉ cần làm thực tế mình trộn hết tất cả cái này lại xong mình bỏ đi son mình bán. Biết ai mua. Cái màu này đẹp. Rất là đẹp, trộn nhìn nó đẹp, nhìn mắt phận mình ở ngoài nhìn thấy rất là đẹp luôn. Nhân diện, nhìn thấy đây có một cái vẹt ở đây đúng không? Vậy trái tim á. Ê cái hộp này là chỉ giá 1 triệu đúng không? Hơn 1 triệu. Hơn 1 triệu vậy nãy giờ nói rồi, bán đấu giá nha. Giá khởi điểm sẽ là 1 triệu. Bạn nào có giá cao hơn hãy bình luận bên dưới. Chúng ta sẽ bắt đầu cuộc đấu giá. Yeah! Đẹp mà. Ừ đẹp mà. Một kiểu trang điểm mới cho Halloween. Cái gương mặt kiểu concept son phấn. Không bàn tay luôn nè, thấy son cả dính cả lên bàn tay. Ok, và nếu các bạn thích cái video này hoặc có bất kỳ một cái challenge nào, một cái thử thách nào hoặc là cái gì liên quan đến mỹ phẩm son phấn và muốn được tư vấn hay review thì hãy comment ngay phía dưới nhá. Và để Minh Thư xuất hiện ở đây nhiều hơn thì các bạn ai mua son thì cho Thư có tiền về. Đâu giá rồi, nãy đã bảo đâu giá 1 triệu. Giá khởi điểm sẽ là 1 triệu. Bạn nào có giá cao hơn hãy để lại bình luận bên dưới, hãy share thật nhiều clip này thì lúc đó Thư sẽ bán giảm giá cho các bạn chẳng hạn như 600 đến 700. Đây mà kênh của tao là kênh làm đẹp nha. Kênh chị em phụ nữ chơi bời hoa lá cành nha, chứ không phải là kênh quảng cáo bán hàng nha. Ok, và đừng quên nhấn subscribe channel bé nhỏ của tớ nhá. Bye bye. Bye bye. Tại